tựa đề nó là group coaching, có nghĩa là chị Phi Vân sẽ coach cho một cái nhóm nhỏ, tại vì không thích đông quá, nhiều người hỏi câu hỏi nó loãng không có trả lời được hết và cũng không giúp được cho các bạn. Thì sáng hôm nay Phi Vân sẽ dành 1 tiếng đồng hồ chỉ để làm một việc thôi, đó là nói về nhượng quyền. Thì tất cả mọi người sẽ có nhiều cái vấn đề khác nhau, nhiều cái issue khác nhau. Thì sáng hôm nay chị Phi Vân sẽ làm coach theo kiểu là bạn có cái vấn đề gì cụ thể về nhượng quyền, hay bạn không, bạn có cái gì đó bạn không hiểu về nhượng quyền, thì bạn raise cái câu hỏi đó lên, thì chị Phi Vân sẽ trả lời cái câu hỏi đó cho bạn, thì nó sẽ lợi ích hơn cho tất cả mọi người. Và chị Phi Vân cũng muốn là dành thời gian đồng đều cho tất cả mọi người, cho nên là sẽ muốn mỗi người hỏi một câu và mỗi người sẽ được trả lời cái câu hỏi đó, và những người còn lại thì có thể có một cái góc nhìn nó rộng và nó sâu hơn về các vấn đề khác nhau trong nhượng quyền. Thì bây giờ các bạn đánh vào trong ô chat đi ha, và đánh đánh vào trong ô chat giùm chị là câu hỏi của bạn là gì, thì chị sẽ lần lượt trả lời từng cái câu hỏi một cho đến khi mình kết thúc chương trình. Rồi các bạn đánh đi ha. Không thấy chị Phi Vân trên màn hình ha. Có ai có ai bị vấn đề giống vậy không? Thì chỉ cho bạn giùm chị đi. Em bấm vào trong cái chữ participants á, thì cái video của chị sẽ hiện ra và em nhìn thấy những cái người khác đang tham gia. Rồi bây giờ chị Phi Vân thấy có câu hỏi đầu tiên nha, thì chị Phi Vân sẽ trả lời trước. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hòa. Em kinh doanh bán lẻ thiết bị nhà bếp, phụ kiện từ bếp, đã có một mô hình thành công nào trên thế giới chưa? Điều kiện cần và đủ để kinh doanh nhượng quyền thành công ở Việt Nam là gì? Nó có 2 câu hỏi trong câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất là bạn kinh doanh thiết bị dụng cụ nhà bếp thì có làm nhượng quyền được hay không, đúng không? Thì chị Phi Vân chia sẻ là mình kinh doanh cái gì mình cũng làm nhượng quyền được hết. Nó không có phân biệt là sản phẩm hay là dịch vụ, và cả tech, cả các công nghệ cũng kinh doanh nhượng quyền được. Tuy nhiên là nếu mình muốn kinh doanh nhượng quyền thì cái điều quan trọng nhất mình cần phải làm đó là mình cần phải xây dựng nó thành một cái mô hình. Ví dụ em đang làm kinh doanh thiết bị dụng cụ nhà bếp và em đang bán B2B, có nghĩa là em bán cho các dự án, cho các cái nhà hàng khách sạn hay là cho các cái quán cà phê chẳng hạn như vậy, thì đó nó là B2B trading, nó không phải là một mô hình bán lẻ. Cho nên nếu mà muốn biến nó thành một mô hình bán lẻ thì mình phải làm một cái chuyện, đó là mình phải tạo nó thành một mô hình bán lẻ hoặc là online hoặc là offline. Nếu mà nó là online thì mình sẽ tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người để có thể mọi người có thể bán và mua online. Ở trên cái nền tảng đó thì mình ví dụ như là mình nhượng quyền cho người ta một cái cửa hàng, một cái chi nhánh online, để người ta thay vì làm distributor, làm nhà phân phối offline, thì bây giờ người ta có thể mở bán một cái chi nhánh online. Và để mở được một cái chi nhánh online như vậy thì có thể người ta mở nó trên Facebook, người ta có thể mở nó trên cái nền tảng công nghệ của mình, hay là mở trên bất kỳ một cái third party e-commerce nào khác, ví dụ như là của Lazada hay là của Shopee gì đó, thì mình cấp cho người ta một cái quyền, được quyền bán cái sản phẩm của mình, và với những cái yêu cầu cụ thể mà người ta cần phải làm theo, ví dụ như giá bán là phải giống nhau, campaign là phải giống nhau chẳng hạn như vậy.
Còn về nếu như mà offline thì mở một cái cửa hàng, một cái chi nhánh để người ta có thể bán được cái mặt hàng đó. Thì khi nó đã thành một mô hình bán lẻ như vậy, và chị thấy là em có nhắn vào là em đang bán lẻ, thì hoàn toàn cái mô hình đó có thể nhượng quyền. Điều kiện cần và đủ thì nói trong một cái buổi coaching chị nghĩ là nó quá là rộng để mà mình có thể trả lời hết những cái câu hỏi của em, tại vì là nó có rất là nhiều những cái yếu tố để mà có thể nhượng quyền thành công. Thì em tìm cái cuốn sách Nhượng quyền khởi nghiệp của chị Phi Vân em đọc thêm, nhưng mà ở đây chị nói ba cái yếu tố chính, tức là cơ bản nền tảng để mà em có cái suy nghĩ tiếp theo. Thứ nhất á, là nếu đã nói là mô hình thì mô hình đó nó phải hiệu quả. Nó hiệu quả có nghĩa là hiệu quả về tài chính nè. Hiệu quả về tài chính có nghĩa là khi mà em làm cái bảng báo cáo về tài chính thì em phải thấy là nó mang lại một cái lợi nhuận ròng, là profit đó các bạn. Doanh thu là bao nhiêu không biết, chi phí thì là những cái chi phí nào, và cuối cùng là thanh toán thuế đồ này nọ xong hết trả thì nó còn lại cái profit, cái lãi ròng nó là bao nhiêu phần trăm. Thì cái yếu tố đầu tiên hết là cái mô hình này nó phải có hiệu quả về tài chính, có nghĩa là muốn biết nó có hiệu quả về tài chính hay không thì chính cái mô hình mà bạn kinh doanh nó phải là mô hình bạn đã làm rồi, bạn hiểu cái hình thức nó như thế nào, bạn hiểu cái hiệu quả nó như thế nào, và bạn biết là cái phần trăm lãi ròng của nó là bao nhiêu. Chị Phi Vân nói giả sử như hiện nay cái cửa hàng, cái chi nhánh bán lẻ của bạn online hay offline gì đó nó đang có lãi ròng cho từng một cái chi nhánh như vậy là 15%, thì cái điều kiện đó nó đủ để mình có thể nghĩ đến chuyện nhượng quyền. Tuy nhiên điều kiện thứ hai đó là mình phải nhìn vào cái việc là nếu mình lấy cái mô hình này mình đi nhượng quyền thì cái người mà mua hay là đầu tư nhượng quyền cho mình, người ta có còn lãi hay không. Thì đó là cái điều kiện thứ hai, đó là cái điều kiện để người mua có thể kinh doanh hiệu quả. Bởi vì khi bạn kinh doanh nhượng quyền thì đương nhiên bạn sẽ thu phí, bạn sẽ thu là phí sử dụng thương hiệu 3 năm gì đó, 5 năm gì đó, rồi bạn thu cái phí trên phí royalty fee, tức là phí kinh doanh hàng tháng dựa trên phần trăm của doanh thu. Thì như vậy á, là nếu như mà bạn thu hai cái phí này xong thì hai cái phí này khi mình đưa vào mình hạch toán trong cái báo cáo tài chính thì cái đối tác nhận quyền của mình hay là đối tác đầu tư của mình, người ta có còn lãi hay không. Nãy mình nói là ví dụ như mình đang lãi ròng là 15%, nhưng mà sau khi trừ mình thu của người ta là let's say là 6% trên doanh thu phí nhượng quyền, thì là 6% trên doanh thu là trừ ra là nó còn có 9% lãi ròng thôi, rồi mình còn phải khấu trừ cái tiền phí nhượng quyền ban đầu. Thì như vậy là nó còn có lãi ròng cho người ta hay không. Ví dụ như bây giờ bạn nói là sau khi trừ hết tất cả những cái đó xong thì lãi ròng một chi nhánh như vậy nó chỉ còn 5%, thì cái người đầu tư ta sẽ suy nghĩ là mình cầm bao nhiêu đó tiền, mình gửi vào ngân hàng mình được bao nhiêu phần trăm một năm, hay mà bao nhiêu phần trăm một tháng, hay mình đi mua trái phiếu, đúng không? Mình đi mua trái phiếu có thể lên tới, hôm qua cái bạn bên ngân hàng nói cho chị Phi Vân là đến 9 chấm mấy phần trăm lận. Thì tại sao chị lại phải đi làm việc rất là cực nhọc đầu tư vào cho doanh nghiệp và thương hiệu của bạn mà cuối cùng lãi ròng của chị chỉ có 5% một tháng? Đó là chưa nói là nếu mà chị quản trị không tốt chị còn có thể là bị lỗ nữa. Thành ra là cái điều tiên quyết số 2 là bạn phải nhìn vào cái hiệu quả của mô hình khi mình nhượng quyền cho đối tác, là đối tác có thể thành công và có hiệu quả về tài chính hay không. Hiệu quả về tài chính nó phải được tính bằng là cái hiệu quả so với lại cái mặt bằng thị trường của cái ngành đó, và so với việc là người ta có thể sử dụng đồng vốn đó để làm những chuyện khác, ví dụ như là đi 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 bỏ vào tiết kiệm, hoặc là bỏ vào hoặc là đi mua trái phiếu chẳng hạn như vậy, hoặc là chơi thị chứng khoán chẳng hạn như vậy. Rồi cái điều kiện thứ ba đó là bản thân của doanh nghiệp bạn muốn nhượng quyền thì nó có rất là nhiều thứ bạn cần phải hỗ trợ cho đối tác mua nhượng quyền của mình.
Ví dụ như bạn phải set up cho người ta, ví dụ như bạn phải training, huấn luyện cho nhân sự của người ta để người ta có thể vận hành được cái chi nhánh đó. Ví dụ như là bạn phải có những cái tài liệu, những cái thư viện về marketing, về PR, về quảng cáo để người ta có thể kinh doanh. Ví dụ như là những cái công cụ dụng cụ mà mình sử dụng hay là mình xây dựng, thì mình sẽ quản trị cái dự án mà xây dựng cái chi nhánh đó như thế nào, vân vân. Rồi về về thuê mướn nhân viên thì là về nhân sự, thì cần phải quản trị nhân sự như thế nào, ký hợp đồng như thế nào, trả lương ra làm sao, rồi thôi việc như thế nào, vân vân. Thì tất cả những cái nền tảng đó, cái người franchisor, tức là bạn là người doanh nghiệp, bạn phải có khả năng là bạn huấn luyện và bạn theo dõi và bạn tư vấn cho cái đối tác mua nhượng quyền của mình, thì bạn có cái nền tảng đó hay không, và bạn có những con người để đi làm cái chuyện là hỗ trợ cho đối tác đó hay không. Thì đó là ba cái điều kiện mà Phi Vân nghĩ là nó tiên quyết nhất trước khi bạn có thể nghĩ đến chuyện là bạn nhượng quyền hay không nhượng quyền. Thì chị Phi Vân nhắc lại, thứ nhất là cái mô hình tài chính của cái mô hình đó nó có hiệu quả hay không. Hai nữa là mô hình tài chính cho đối tác, tức là sau khi mà mình nhượng quyền xong mình tính tất cả các phí vào thì nó có hiệu quả hay không. Và thứ ba nữa là cái nền tảng hỗ trợ của mình dành cho đối tác có hay không trong tất cả những cái mảng liên quan đến việc vận hành một cái chi nhánh. Thì khi mình có được những cái đó rồi thì mình mới bắt đầu mình nghĩ đến chuyện là mình có nên nhượng quyền hay không nên nhượng quyền, chứ cũng chưa nói đến chuyện là nhượng quyền liền ha các bạn. Thì đó là cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn Hòa. Bây giờ chị Phi Vân sẽ muốn nhìn thấy một cái câu hỏi khác. Câu hỏi của bạn Yến ha. Là bạn đang nhượng quyền mô hình trà sữa. Ngoài mô hình nhượng quyền hiện tại thì mình có thể bán thêm sản phẩm nhượng quyền nào hoặc đi kèm với mô hình không? Bên em đã cung cấp nguyên liệu độc quyền và một số vật dụng vật phẩm độc quyền. Bạn đang kinh doanh trà sữa thì câu hỏi của bạn là bạn có thể bán thêm sản phẩm nhượng quyền. Sản phẩm là không có nhượng quyền được nha, chỉ có mô hình mới nhượng quyền được thôi. Ý bạn là có nên trong cái mô hình bán trà sữa của mình có thể bán thêm sản phẩm của những cái thương hiệu khác hay không? Thì cái này chị Phi Vân nói là nó có hai cái góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là câu hỏi sẽ là tại sao bạn cần phải bán thêm sản phẩm của những thương hiệu khác. Có phải là vì sản phẩm và mô hình hiện tại của bạn về mặt tài chính nó không ok, nghĩa là doanh thu bạn không tốt, thì bạn cần thêm những cái kênh doanh thu khác hay không? Nếu mà câu trả lời là đúng như vậy thì cái chuyện đầu tiên bạn phải làm đó là bạn phải coi lại cái mô hình kinh doanh của mình, xem tại sao cái mô hình kinh doanh chính của mình nó lại không mang lại cái hiệu quả tài chính. Nếu mô hình kinh doanh chính của mình đã mang lại hiệu quả tài chính rồi, nhưng mà bạn mong muốn là bạn có thể tăng thêm những cái doanh thu khác cho cái mô hình của mình, thì lúc đó bạn bắt đầu suy nghĩ, ok, tăng thêm doanh thu khác thêm cho chi nhánh thì mình có thể thêm những cái gì? Mình có thể thêm các cái sản phẩm mang cái thương hiệu của mình hay không? Tức là mình sẽ luôn luôn bắt đầu từ thương hiệu của mình trước. Chị Phi Vân nói ví dụ như em bán trà sữa, xong rồi bây giờ em muốn là đóng chai trà sữa mang về, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên chị Phi Vân sẽ nghĩ đến là mình có thể đóng chai trà sữa mang thương hiệu của mình không? Và cái đầu tư vào trong đó là bao nhiêu tiền, cái độ phức tạp về vận hành nó là như thế nào. Thì chị Vân sẽ nghĩ hết những cái chuyện mà liên quan đến việc mình có thể làm gì. Sau đó nếu như mà mình đã nghĩ hết những chuyện này rồi thì mình mới nghĩ đến chuyện là có những thương hiệu nào hay những cái sản phẩm nào nó có liên quan đến đối tượng tiêu dùng của mình,
mà mình có thể mở rộng thêm. Ví dụ em bán trà sữa nhưng mà em không có muốn bán thức ăn, bởi vì cái đầu tư vào trong đó và vận hành nó rất là phức tạp, thì em sẽ bắt đầu suy nghĩ, vậy thì mình bán bánh tráng trộn không, hay là mình bán bánh bao không, hay mình bán thêm những cái sản phẩm mì trộn gì đó, để cho cái đối tượng của mình thay vì chỉ mua một ly trà sữa thì bây giờ có thể mua thêm những cái thứ khác. Thì lúc đó mình phải nghĩ một cách rất là chiến lược, nghĩa là mình có thể kết hợp với cái thương hiệu nào mà nó có cùng cái tệp khách hàng với mình, và nó cái nhiệm vụ chính của nó không phải là thay thế những sản phẩm mình đang có để mà cái doanh thu nó cao hơn, mà nó đóng góp vào, nó complement, tức là nó bổ sung và nó hỗ trợ cho sản phẩm hiện có của mình. Giả sử như mình một cái transaction, một giao dịch mình bán ra cho khách hàng thì nó là let's say là 30.000 đồng, thì mình có thể có 35.000 đồng, nghĩa là mình cộng thêm được 5.000 đồng từ cái giao dịch phụ đó. Còn nếu như mà đến một ngày mà bạn thấy là 35.000 đồng một giao dịch mà trong đó chỉ có 5.000 đồng là sản phẩm dịch vụ của bạn, mà 30.000 đồng là sản phẩm dịch vụ của người khác, có nghĩa là mô hình của bạn đang không ok nha. Thì đó là cái cách bạn tư duy, chứ còn cụ thể như thế nào thì bạn sẽ sử dụng cái cách tư duy này để bạn về bạn ngồi bạn lược lại tất cả những thứ mà bạn cần làm. Trong câu hỏi này nó có một cái ý, đó là có thể kết hợp những mô hình nhượng quyền khác nhau lại với nhau hay không. Thì điều này hoàn toàn có thể. Ví dụ như trên một cái mặt bằng rộng thì mình có thể là mình kinh doanh được hai hoặc là ba, có khi là bốn là năm cái chi nhánh hay là cái kiosk khác nhau, là điều này là ok, rất là bình thường. Cách tốt nhất để làm điều này đó là mình nhắm đến cùng một đối tượng tiêu dùng, hoặc là những đối tượng tiêu dùng có thể đi chung với nhau, giống như cái cách mà các bạn thấy là McDonald's sẽ mở McCafe, bởi vì McCafe thì dành cho bố mẹ mà McDonald's thì dành cho con nít. Như vậy thì một gia đình đến đó thì có thể mua được rất là nhiều thứ khác nhau và sử dụng những cái dịch vụ và sản phẩm khác nhau. Thì như vậy nó cũng phải có cái tư duy, nghĩa là nó phải đóng góp cho cùng một tệp khách hàng, hoặc nó đóng góp cho những tệp khách hàng cùng đi với nhau để mình có thể khai thác hết cái tiềm năng của cái tệp khách hàng đó. Thì như vậy thì mình mới có thể góp nó lại với nhau. Chứ nếu hai cái đối tượng khách hàng mà hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì nhau, không bao giờ đi chung với nhau, thì bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để mà kinh doanh chung trong một mặt bằng như vậy. Cái tiếp theo khi mà mình cần phải, khi mình nói về chuyện ghép mặt bằng, là có những thương hiệu thì người ta sẽ ok với chuyện là cùng sống chung trên một cái mặt bằng, và có những thương hiệu người ta sẽ không đồng ý. Cho nên là nếu bạn đang kinh doanh một cái chi nhánh và bạn muốn nhượng quyền thêm những cái thương hiệu khác để đưa vào trong cái mặt bằng đó, thì bạn cần phải hỏi cái người franchisor của mình xem là người ta có đồng ý hay không để những cái thương hiệu chung với nhau, bởi vì là mỗi thương hiệu nó có một cái định vị rất là riêng, và người ta cũng có cái sự lựa chọn là người ta muốn xuất hiện cùng với những thương hiệu kiểu gì, ngang tầm với người ta kiểu gì, chứ người ta cũng không phải là lúc nào cũng ok hết tất cả những thương hiệu mà bạn làm chung. Thì đó là cái trả lời cái câu hỏi dành cho Yến. Rồi chị thấy có một câu hỏi mới của bạn Ngọc, là em hiện đang làm mô hình quầy sô cô la bán dạng bone store, bán sỉ hả, bán những cái giao dịch lớn. Việc quản trị về chi phí nhân sự bán hàng tại quầy hiện đang luôn nằm ở mức 15 đến 20%. Cho em hỏi có cách nào để quản trị hiệu quả chi phí nhân sự bán hàng đối với lĩnh vực bán lẻ không? Thì nếu mà nói về chi phí nhân sự thì nó sẽ có những cái cách để suy nghĩ sau đây. Thứ nhất á, là em phải nhìn vào cái việc là em mở cửa bao nhiêu giờ trong một ngày và nó thành bao nhiêu ca. Xong rồi á, thì chuyện thứ hai là mình sẽ đo xem là cái mật độ giao dịch của cái quầy đó ở từng ca là nó đông vào lúc nào và nó không đông vào lúc nào. Giả sử như nếu mà bạn đo bạn thấy là từ
sáng 7 giờ, let's say là 9 giờ bạn mở cửa hay 7 giờ bạn mở cửa cho đến 10 giờ là không có khách. Đúng không? Không có khách, không có giao dịch nào hết, thì cái thời gian đó đương nhiên là mình không cần có quá nhiều nhân sự. 10 giờ cho đến 12 giờ thì là cái giao dịch của bạn là cao nhất trong ngày, chẳng hạn như vậy. Thì giờ đó bạn cần phải thêm nhân sự. Nhưng mà qua khỏi 12 giờ thì cái số lượng giao dịch nó lại giảm xuống. Còn có một nửa, chẳng hạn như vậy. Thì bạn phải đo, bạn phải làm rất là chi tiết ha. Đó là lý do vì sao mà mình sử dụng cái máy POS bán hàng. Cái máy POS bán hàng nó không phải là cái đơn giản chỉ là để bạn thu nhận doanh thu, ghi nhận doanh thu và ghi nhận giao dịch, mà cái sức mạnh của nó nằm ở chỗ là mình coi data để mình biết là mình làm như thế nào để mình tối ưu hóa vận hành cho cái chi nhánh của mình. Thì em sẽ rải ra hết trong từng ngày một, ngày thường, ngày cuối tuần, trong từng giờ một của từng ngày, thì cái đoạn nào là nó có một cái pattern, nó có một cái cluster là mình thấy là data dữ liệu là không có giao dịch, chỗ nào thì giao dịch cao, chỗ nào thì giao dịch vừa thấp và chỗ nào là giao dịch nó vừa lên xong nó xuống. Thì như vậy là mình sẽ phải nghĩ đến chuyện là nhân sự, mình không có thể nào mình cứ cố định một một ca hai người hay một ca ba người hay một ca bốn người hết, mà mình phải sử dụng, mình sẽ suy nghĩ mình sử dụng là như vậy mình chỉ cần một nhân sự cố định trong một ca thôi, còn lại thì nó có thể là những cái nhân sự bán thời gian chỉ làm việc 2, 3, 4 tiếng gì đó trong cái giờ cao điểm, để mà mình có thể tối ưu hóa được cái nhân sự này. Cái thứ hai là sau khi em đã làm cái chuyện đó rồi mà em vẫn dư nhân sự, có nghĩa là em vẫn có những cái giờ cái em vẫn nhân sự vẫn chưa tối ưu, thì em sẽ phải bắt đầu suy nghĩ là vậy mình có những cái chuyện gì khác ở về vấn đề sản xuất, về vấn đề đóng gói hay về những cái vấn đề khác của doanh nghiệp mà mình có thể chuyển ra để mà mình sử dụng tối đa hoặc tối ưu hóa cái nhân sự này hay không, thì mình có thể có cái cách tư duy số 2 như vậy. Bán lẻ thì cái quan trọng nhất là quản trị chi tiết. Một người làm bán lẻ mà không biết quản trị chi tiết thì sẽ không bao giờ làm bán lẻ thành công. Cho nên bán lẻ là phải cân đong đo đếm từng chút một, đo từng từng cái giờ hoạt động, đo từng cái hiệu quả hoạt động của từng cái giờ một, của từng cái khung giờ, của từng cái ca, của từng cái ngày, và phải rất là linh hoạt để có thể tạo ra được những cái sắp xếp khác nhau. Sắp xếp nó có thể là ví dụ như bây giờ mình nói là mình đưa ra cái ca kíp như vậy, nhưng cái ca kíp đó nó chỉ là một cái định hướng cơ bản, còn cái người đứng ra quản trị chi tiết hàng ngày cho chi nhánh đó thì người ta phải có cái đầu để người ta suy nghĩ là người ta nên làm gì trong trường hợp này, người ta nên làm gì trong trường hợp khác, chứ nó không có cái công thức mà nó cố định trong bán lẻ. Bán lẻ là mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, mỗi season mỗi mùa mỗi khác, mỗi một cái chi nhánh mỗi khác, và nó đòi hỏi cái người quản trị của cái chi nhánh đó phải cực kỳ chi tiết, cực kỳ nhạy bén, cực kỳ linh hoạt, và phải chịu trách nhiệm cho cái hoạt động về tài chính hiệu quả của chi nhánh. Thì chị Phi Vân thấy là ở Việt Nam á, là mọi người, những cái người mà cửa hàng trưởng ở Việt Nam thì thường là không có đủ cái khả năng để mà quản trị hiệu quả cho cái chi nhánh của mình, mà chỉ là người đến để giống như là coi nhân viên rồi coi stock quầy kệ rồi hàng hóa vân vân. Còn thực sự ra nếu mà làm nhượng quyền mà mình nói là nhượng quyền ở nước ngoài các bạn, là cái người mà quản trị một cái chi nhánh cửa hàng trưởng và cái người nhượng quyền là những người mà Phi Vân người ta thường gọi là GM, tức là General Manager, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng cũng làm được hết và quản trị rất là tốt hiệu quả tài chính của cái chi nhánh đó. Thì cái việc này ở Việt Nam nó khó, nhưng mà nếu mà một các bạn muốn phát triển vững bền thì các bạn phải training, các bạn phải tìm những con người người ta có tố chất để mình training và mình trao quyền cho người ta, là người ta phải có cái quyền để người ta quản trị tốt cái chi nhánh mà mình đang quản trị. Bởi vì nếu mà không có làm như vậy á, thì nếu mà bạn bắt đầu lên 50, 70 store rồi á, là bạn không có cách nào để mà bạn quản trị được hết.
không thể mà ai mà một mình mà mình đi quản trị chi tiết từng cái chi nhánh trong một cái chuỗi chi nhánh lớn như vậy. Cho nên là mình phải training những cái người middle manager, những cái người mà giữ cái chức danh chức vị về quản trị trung cấp của mình á, và mình upskill người ta lên để người ta chịu trách nhiệm, mình giao luôn ha. Ví dụ như là bây giờ mình giao là doanh thu nó phải như thế, chi phí nó phải trong cái mức như thế, và cái lợi nhuận ròng hàng tháng nó phải tỷ lệ như thế, thì người ta mới đạt được những cái KPI, thì mình sẽ thưởng incentive cho cửa hàng trưởng hay cho team dựa trên những cái KPI như vậy. Chứ nếu mà mình không có làm như vậy á, là mình sẽ không có quản trị nổi luôn nha các bạn. Thì con người nó rất là quan trọng trong bán lẻ, và con người nó là yếu tố quyết định là bán lẻ có thành công hay không. Thì đó là câu trả lời cho số 3 cho bạn Ngọc ha. Rồi, Phi Vân thấy là bây giờ lên đủ rồi kìa, mười mười mấy người rồi đó. Thì các bạn còn lại, các bạn hãy đánh câu hỏi của mình vào trong ô chat nha. Tại vì hôm nay thì group coaching thì chị Phi Vân chỉ trả lời câu hỏi thôi, chứ chị không có cái gì phải trình bày hết. Những gì các bạn cần hiểu, cần học về nhượng quyền thì nền tảng cơ bản nhất chị Phi Vân đã viết thành sách rồi. Các bạn hãy đọc sách đi, chứ các bạn còn đi hỏi chị những câu trong sách thì chị sẽ không trả lời, mà hôm nay sẽ trả lời những câu rất là thực tế liên quan đến thực tế hoạt động vận hành của doanh nghiệp của bạn thì nó sẽ tốt hơn. Ok, các bạn còn lại đánh câu hỏi vô đi. Chứ không thôi đăng ký vô cái khóa này làm chi trời. Khóa này là để các bạn hỏi những câu hỏi rất là thực tế nha. Chị Phi Vân chưa thấy câu hỏi nào tiếp theo luôn á. Thì trong khi chị Phi Vân đợi câu hỏi thì chị Phi Vân sẽ nói một cái khía cạnh nó rất là mới trong nhượng quyền. Ngày xưa các bạn là khi mà nói về nhượng quyền á, thì là người ta sẽ có một cái công thức rất là rõ ràng là ok, khi mình nhượng quyền mình sẽ cái mô hình nó phải như thế này, chi phí mở một chi nhánh nó như thế này, chi phí nhượng quyền một chi nhánh như thế này, chi phí royalty fee trả phí sử dụng thương hiệu hàng tháng nó như thế này, cách mình hợp tác nó như thế này, vân 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 vân. Tuy nhiên là sau Covid á thì mọi việc nó rất là khó khăn, tất cả mọi người đều gặp khó khăn hết, cho nên là hiện nay nó có thể nói là có ba cái xu hướng mà nó đang international ha, nó xu hướng mà nó cả thế giới luôn, và nó đang ảnh hưởng đến tất cả những cái mô hình và thương hiệu nhượng quyền. Thì chị Phi Vân cũng chia sẻ luôn với các bạn ba cái xu hướng đó để các bạn có cái suy nghĩ tư duy về việc là mình sẽ làm gì cho cái doanh nghiệp của mình để mà nó bắt kịp với lại cái sự phát triển và cái xu hướng mới của thế giới trong nhượng quyền. Cái thứ nhất á là không còn mô hình nào là mô hình gọi là pure play, tức là chỉ có online hay offline. Online không cũng không có, mà offline không cũng không có. Mà cái mô hình mới của thế kỷ 21 nó phải O2O, tức là nó online to offline và offline to online. Nó phải tạo ra một cái hành trình sử dụng của khách hàng rất là liền lạc từ online đến offline. Người ta có thể đến cửa hàng nhưng người ta có thể mua online, người ta có thể mua online nhưng người ta đến cửa hàng người ta lấy, người ta có thể đến cửa hàng để trải nghiệm rồi người ta đặt hàng tại chỗ và mình phải giao, vân vân. Thì cái cách tiếp cận đối với là khách hàng đầu cuối nó đã hoàn toàn thay đổi, và cái mô hình nhượng quyền nào mà nó không có ứng phó được, nó không có giải giải quyết được cái nhu cầu vừa online vừa offline đó của người tiêu dùng, thì nó sẽ khó mà có thể sustainable, bền vững được trong tương lai. Thì đó là cái đầu tiên bạn cần phải suy nghĩ để bạn có thể chỉnh cái mô hình của mình theo cái hướng mới. Cái xu hướng thứ hai đó là cái cách mà người ta xây dựng mô hình nhượng quyền ngày xưa là bắt buộc phải y chang như là cái người cái franchisor làm, thì nó cũng đã bắt đầu có cái sự thay đổi. Nghĩa là bây giờ mình sẽ phải bắt đầu suy nghĩ là trong cái mô hình nhượng quyền của mình, ví dụ như mình có thể chia ra là năm cái khu vực đi chẳng hạn như vậy,
Thì như vậy cái cốt lõi của cái brand, của cái mô hình đó là cái gì? Nếu cốt lõi của mô hình là giả sử trong cái bạn làm nhà hàng, trong cái menu nó có 8-10 món, thì cái cốt lõi của cái menu đó nó chỉ có 10 món thôi. Như vậy 10 món đó nó đóng góp 80% doanh thu của cái mô hình của bạn, và những thứ còn lại nó chỉ đóng góp 20% thôi. Thì cái cốt lõi đó nó sẽ bắt buộc phải giữ, nhưng những thứ còn lại nó hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo cái nhu cầu của địa phương, tùy theo nhu cầu của cái tình hình địa lý ở cái nơi đó, và tùy theo cái nhu cầu của thời thế. Tại vì là mỗi một thời, mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời kinh doanh của mình thì nó sẽ có những cái nhu cầu thay đổi, biến đổi, hành vi khách hàng cũng thay đổi mỗi ngày. Thì mình phải cho phép sự thay đổi đó để mà nó phù hợp nhất với cái tình trạng hay cái hoàn cảnh kinh doanh của cái người đối tác của mình. Thì cái thứ nhất là O2O ha, tức là mô hình nó phải có tech trong đó, nó phải online thì nó mới vận hành được. Thứ hai nữa là nó có thể biến đổi rất linh hoạt. Thì các bạn thấy là chị Phi Vân nói rất nhiều về chữ agile, là chữ linh hoạt. Cái tư duy đó, agile mindset, tư duy linh hoạt đó, là nó là một cái tư duy cực kỳ quan trọng trong tất cả những gì chúng ta làm từ nay về sau. Dù đó là mô hình kinh doanh, hình thức kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, vân vân, mình đều phải rất là agile. Chứ mình không thể theo cái cách làm của nhượng quyền cổ điển, là tôi ra một công thức và bạn chỉ có việc là đi theo cái công thức đó thôi, thì nó sẽ không còn phù hợp với lại cái thế giới mới và cái sự chuyển động của thị trường nữa. Và cái thứ ba là một cái mô hình nhượng quyền của cái thế kỷ 21 thì nó phải có rất nhiều kênh doanh thu khác nhau. Có nghĩa là bạn phải ngồi bạn suy nghĩ, ví dụ như mô hình truyền thống của mình hiện nay nó có 3 kênh doanh thu. Kênh doanh thu từ sản phẩm dịch vụ chính, kênh doanh thu từ việc là cung cấp dịch vụ thôi, kênh doanh thu từ việc là bán những cái sản phẩm quà tặng chẳng hạn như vậy. Nếu nó có 3 cái kênh doanh thu như thế thì bây giờ bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ là vậy thì làm sao để tôi có thể tăng từ 3 kênh doanh thu lên 6 kênh doanh thu. Đó là câu hỏi đầu tiên mà phải đặt cho mình, đó là bạn phải tăng, bạn tăng như thế nào, và bạn ngồi bạn nghĩ ra những cái kế hoạch kinh doanh mới để giúp cho cái chi nhánh của mình tăng cái kênh doanh thu đó lên. Thì cái việc này nó đến từ chuyện là khi Covid xảy ra thì mọi người gặp rất là nhiều khó khăn trong đối với những mô hình mà nó chỉ có ít kênh doanh thu thôi, mà nó chính cái kênh doanh thu đó mà nó bị cắt, thì ngay lập tức là cả cái system, cái hệ thống đó nó sẽ gặp rủi ro, không còn doanh thu nữa. Thì đương nhiên là sẽ không còn chuyện gì để nói hết. Mình không thể nói câu chuyện nhượng quyền khi mà đối tác của mình gặp khó khăn về tài chính, hoặc là người ta không có doanh thu để người ta tiếp tục phát triển cái mô hình của mình. Cho nên là đó lại là một bài tập mà các bạn cần phải làm trong cái thời gian này, đặc biệt là thời gian này các bạn có thời gian ở nhà đó, thì các bạn ngồi các bạn hỏi những câu hỏi nó mang tính rất là chiến lược như vậy để bạn có thể thay đổi được cái mô hình kinh doanh của mình cho nó rất là agile, rất là linh hoạt trong mọi cái tình huống. Online cũng được, offline cũng được, kênh doanh thu này cũng được, kênh doanh thu kia cũng được, quản trị từ xa cũng được, quản trị tại chỗ cũng được, vân vân. Thì cái agile mindset đó, cái tư duy linh hoạt đó, bạn phải tiêm nó như tiêm vaccine vào trong cái huyết mạch của cái mô hình của mình, thì bạn sẽ tạo ra được những cái mô hình mà nó phù hợp nhất với lại những cái sự bất định của thế giới phía trước, bất định của tương lai phía trước. Thì cái đó là chị Phi Vân chia sẻ thêm để cho các bạn có những cái suy nghĩ về việc là mình cần phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình như thế nào. Chị thấy có câu hỏi tiếp theo. Tú Lệ đúng không? Trung tâm của em cung cấp dịch vụ dạy trẻ đặc biệt theo giờ. Em muốn hỏi hai câu. Để nhận quyền mô hình này thì hiện tại em nên làm gì? Trong mô hình của em có dạy một bé nên chi phí cho nhân sự rất nhiều. Em mong nhân tư vấn của cô về bài toán tiết kiệm chi phí nhân sự. Em có hai câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên của em là
cái mô hình này có nhượng quyền được hay không, đúng không? Hay là em nhượng quyền thì em nên làm gì, nhượng quyền mình nên làm gì, hỏi câu đó là trả lời một tháng không có xong luôn nha các bạn. Các bạn thấy chị Phi Vân đầu tư vào công ty mô hình 25 feet nhượng quyền không? Bây giờ là 1 năm rồi đó, mà mới ngày hôm qua phải ngồi làm việc với team nói lại rất là nhiều thứ khác nhau về nhượng quyền mà nói liên tục. Cho nên nhượng quyền nó không có dễ, nó không khó nhưng mà nó cũng không dễ luôn. Nó là cái sự cải tiến liên tục và review và cải tiến liên tục để mình có thể luôn luôn có một cái mô hình nó phù hợp nhất với lại cái sự phát triển của cái thời đoạn kinh doanh đó. Chứ nó không có một cái mô hình nào mà mình xây ra xong là nó hiệu quả hoài hết. Một cái mô hình xây ra nó có thể hiệu quả trong năm này nhưng mà qua năm sau nó hết hiệu quả. Cho nên bạn phải luôn luôn thay đổi mô hình, luôn luôn thay đổi cách tiếp cận, luôn luôn thay đổi cách mình nhận quyền để mình phù hợp với lại cái sự biến đổi của thị trường. Thì đó là cái bản chất của thị trường ngày hôm nay. Ngày xưa thì thị trường nó hiền hơn, nó lành hơn, thì có thể là mình 3 năm, 5 năm mình mới thay đổi một lần. Nhưng mà bây giờ thì thị trường này nó thay đổi quá nhanh, và nếu mình không có làm được chuyện đó thì mình sẽ không có theo kịp được với lại cái tính hiệu quả của thời thế. Mô hình của em là mô hình giáo dục thì đương nhiên là nó sẽ nhận quyền được. Nhưng mà em nên nghe lại cái câu trả lời đầu tiên của cô khi mà trả lời cho bạn Hòa về việc là cái mô hình kinh doanh bán lẻ của bạn có nhượng quyền được hay không. Thì ba cái tiêu chí mà cô đã đưa ra, em lát nữa em nghe lại cái bài này, là mình có record lại thì các bạn sẽ được access cho các bạn nghe lại. Cái thứ hai là làm như thế nào để nhượng quyền, thì cái này là mất 6 tháng một cái mô hình cùng làm việc thì mới có thể ra được làm như thế nào để nhượng quyền. Nhưng mà cái nền tảng cơ bản nhất là em cần cái gì á thì em phải đọc sách nha, chứ em hỏi câu này là cô trả lời không có hết nổi đâu á. Em phải kiếm cái cuốn sách của cô nhượng quyền, có gì em đọc trước, rồi em đọc xong chỗ nào em không hiểu thì em có thể nhắn tin em hỏi, thì cô sẽ trả lời vô câu hỏi chi tiết. Chứ cô sẽ không thể trả lời những câu hỏi mà nó quá lớn quá rộng như thế này, bởi vì là cần rất là nhiều nguồn lực, cần rất là nhiều tư duy để có thể là nhượng quyền được một chi nhánh. Câu hỏi của em là mô hình của em thì có dạy một bé thì làm sao để mà tiết kiệm chi phí. Thì ở đây cô không trả lời câu hỏi đó, mà cô sẽ cho em một cái tư duy về việc xây dựng sản phẩm. Một cái mô hình như vậy nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Let's say là em có cái dịch vụ là một kèm một. Dịch vụ một kèm một thì em sẽ phải ngồi làm bài toán về tài chính, có nghĩa là em phải làm cái product pricing á, là mình định giá cho một cái dịch vụ hay sản phẩm như thế nào để cho dịch vụ sản phẩm đó nó có lời, đúng không? Giả sử như mình nói là để mà dạy cho một bé 1 giờ thì phải trả lương cho cô giáo, let's say trả lương cho cô giáo là 300.000 một giờ. Xong rồi là nếu mà mình kèm ở trung tâm của mình thì mình phải mở điện, mở nước, mở đèn, vân 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 vân, thì em phải tính những cái chi phí đó vô trong 1 cái giờ đó, nó là bao nhiêu tiền 1 giờ đó của em. Mà nếu chỉ có một cô giáo kèm một em bé mà phải mở điện, mở máy lạnh, nước gì đó không biết, cộng hết vô coi đã ra bao nhiêu, thì cái cách xây dựng cái giá sản phẩm nó phải đi từ dưới lên trên. Nghĩa là cái sản phẩm này của mình, cái dịch vụ này của mình nó cần những cái nguồn lực gì thì mình cộng vô đó hết, mình tạo ra một cái cost, cái chi phí giá thành của cái sản phẩm. Có cái chi phí giá thành xong mình mới bắt đầu mình tính giá, có nghĩa là mình tính giá là mình phải lời á các bạn, chứ thôi mình không lời sao mình làm, đúng không? Thì khi đó là ví dụ như F&B thì người ta cho là giá cost nó phải dưới 30% chẳng hạn vậy, nước uống nó phải dưới 30%, giáo dục thì nó càng càng phải thấp nữa, tại vì là giáo dục là không có sử dụng nguyên vật liệu gì hết, chỉ có con người với lại địa điểm thôi. Thì có khi là có những sản phẩm về giáo dục là cost nó chỉ có mười mấy phần trăm thôi, 18-20% gì đó thôi,
Thì như vậy phần còn lại nó phải là cái gross profit, cái lợi nhuận tổng thể. Lợi nhuận tổng thể đó mình còn đóng góp vào trong cái lợi nhuận của công ty, thì mình còn phải trừ những cái vấn đề về phía quản trị công ty nữa, đúng không? Tại vì đâu phải chỉ có một cô giáo đâu, mà mình còn phải có là GM phải làm gì, rồi admin phải làm gì, rồi kế toán phải làm gì để cho cái vận hành của cái chi nhánh nó tốt. Thành ra là chị Vy ơi, xin lỗi, thành ra là mình phải tính, trước hết là mình phải tính cái giá đó để nó có cái GP, cái gross profit, cái lãi ở trong đó. Sau đó mình mới nghĩ nè, bây giờ mình có nhiều cách khác nhau để mình có thể đưa cái sản phẩm này ra với cái chi phí thấp hơn. Một là mình không cần địa điểm, không cần điện nước của mình được không? Có nghĩa là mình sẽ gửi cô giáo đến nhà để mà coaching cho em bé tại nhà của em bé được không? Mình sẽ tránh được tất cả những cái chi phí cố định khác. Còn nếu như mà mình coaching ở tại cái địa điểm của mình, thì một giờ như vậy full capacity, tức là sử dụng được hết tất cả các cái nguồn lực, thì mình có thể coaching được bao nhiêu bé? SC là trong một giờ đó mình có tới 10 cái bàn, 10 cái ghế, thì mình có thể làm được 10 buổi coaching chẳng hạn. Như vậy thì mình phải nghĩ cách để mình tăng cái tỷ lệ sử dụng của cái địa điểm của mình trong cái giờ đó lên, để cho chi phí nó giảm xuống. Thì đó là những cái cách mà bạn có thể tư duy. Nhưng mà bạn phải bắt đầu từ chuyện là bạn phải xây dựng cái pricing, cái giá của cái sản phẩm một cách rất là cơ bản, thì mới làm được những chuyện khác. Thì tôi thấy là ở Việt Nam là rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam xây dựng cái chi phí giá thành không có tốt. Nghĩ là em nghĩ là nó là cộng dậy em nhân ba lên. Mình phải có tư duy đàng hoàng, mình phải tính một cách rất là logic nha, thì nó mới ra được cái pricing structure, cái cấu trúc giá tốt. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình nghĩ là như vậy mình có 10 sản phẩm, thì bắt đầu về cái chiến lược giá mình sẽ nghĩ là sản phẩm nào là sản phẩm đại trà giá thấp để cho mọi người có thể sử dụng trước. Xong sau đó thì những người ta sử dụng xong, người ta đã quen với cái brand của mình rồi, thì mình bán những sản phẩm mà nó có cái giá trị cao hơn. Khi người ta vô trong cửa, vô nhà mình ngồi xuống rồi, thì mình tư vấn nó dễ hơn là cái người mà mình không biết gì, hoặc là cái người mà mình đi quảng cáo trên Facebook, đúng không? Thì nó sẽ có phải những có cái tier, những cái loại giá khác nhau và những cái dịch vụ từ cơ bản đến nâng cao, để mà mình có thể bán tiếp theo cho cái người khách hàng đó của mình. Rồi mình cách thứ ba mình nghĩ là mình phải bán làm sao mà người ta sử dụng ngắn hạn được, người ta sử dụng dài hạn được, người ta sử dụng cả đời được. Đó thì mình lại bắt đầu mình nghĩ cái cách để mà mình xây cái hồ sơ sản phẩm của mình theo cái cách sử dụng như vậy, để mình giữ được người ta trong cái data của mình, và giữ được người ta trong cái life cycle, cái vòng đời sản phẩm của mình. Thì đó là những cái cách mà bạn có thể sử dụng để tư duy, để mà nghĩ về cái business của mình. Chị Phi Vân thì ít trả lời trực tiếp cụ thể vô vấn đề này giải quyết làm sao, mà chị Phi Vân cho các bạn cái tư duy. Tại vì khi các bạn có cái tư duy và cái cách suy nghĩ rồi, thì các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khác mà không cần phải hỏi nữa. Thì như vậy nó mới là cái mà nó giúp cho các bạn phát triển vững bền được. Rồi, chị thấy có bạn nghe. Mình còn có 10 phút thôi các bạn. Chị Phi Vân trả lời một câu hỏi nữa. Nghe sẽ nói là công ty em hoạt động trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và xây dựng nhà dân dụng. Khi nhượng quyền thì lo lắng vấn đề kiểm soát doanh thu giao dịch của đơn vị nhận quyền để tính phí nhượng quyền. Không thể kiểm soát qua phần mềm hóa đơn như mô hình F&B. Nhờ cô chia sẻ thêm về các mô hình nhượng quyền tương tự. Thì đây nó là một cái mô hình nhượng quyền về dịch vụ, và có cái tính chất là rất là khó để mà theo dõi doanh thu, để mà tính phí royalty fee trên trên tổng doanh thu. Thì nó có một cái cách mà các cái đơn vị dịch vụ nó hay làm,
khi mà em vận hành một cái chi nhánh hay là một cái unit á, một cái đơn vị như vậy của mình, thì em sẽ biết rất rõ là một cái đơn vị như vậy mà nếu mà làm tốt á thì doanh thu nó có thể là bao nhiêu, làm trung bình á doanh thu có thể là bao nhiêu, mà làm tệ á thì doanh thu nó sẽ như thế nào. Thì á, mình sẽ lấy một cái đơn vị, một cái trường hợp trung bình khá chẳng hạn như vậy, hay là từ khá tới tốt, và mình mong muốn là tất cả những đơn vị nhận quyền của mình người ta cũng sẽ làm từ khá đến tốt chứ không có dở hơn như vậy, tại dở hơn như vậy thì người ta sẽ không đủ cái lợi nhuận để người ta duy trì. Thì let's say là em mong muốn là để một cái đơn vị nhận quyền mà thành công trong cái dịch vụ này thì ít nhất mỗi một tháng người ta phải đạt được doanh thu là let's say là 100 triệu. 100 triệu thì mình sẽ tính là nếu mình lấy trung bình phí royalty fee của một cái chi nhánh mà trên thế giới người ta hay làm là nó có thể dao động từ 6 cho đến 12%. 12% là mô hình nào xịn lắm á, rất là lãi rồi á. Dù lãi 30% thì người ta mới dám lấy 12% nha, chứ mình lãi mà có 10% mình lấy 12% là không được rồi đó. Mình chỉ lấy 6% thôi chẳng hạn như vậy. Thì mình lấy cái một cái con số trung bình dựa trên cái mô hình tài chính mình sẽ biết được là mình nên lấy số nào để người ta còn lãi. Lấy xem lấy 6% thì 100 triệu là được 6 triệu đúng không? Thì cái cách mà những người làm dịch vụ như em người ta hạch toán là người ta sẽ đưa luôn cái con số đó, là bây giờ bạn kinh doanh cái mô hình này của tôi thì mỗi một tháng bạn sẽ đóng cái phí sử dụng thương hiệu thường xuyên hàng tháng là 6 triệu đồng. Bây giờ bạn làm bao nhiêu revenue doanh thu không biết, không cần biết và cũng không cần theo dõi luôn, chỉ cần đóng về đây 6 triệu đồng thì là coi như là cái đó là phí royalty cố định hàng tháng. Và khi mà cái phí royalty fee á, là cái mà bạn có thể thay đổi sau khi hết hợp đồng, cho nên tùy vô cái việc là hợp đồng của bạn bao nhiêu lâu thì bạn có thể thay đổi cái con số này. Trước đây á, thì những cái hợp đồng nhượng quyền nó rất là dài, ví dụ như nhượng quyền một cái đơn vị như vậy là người ta có thể ký cái hợp đồng đến 5 năm. Nhưng mà bây giờ thì với cái mô hình chuyển đổi mới trong cái tương lai này, hồi nãy Phi Vân đã chia sẻ với các bạn ba cái xu hướng thay đổi rất là nhanh về nhượng quyền của thế giới rồi á, thì với cái xu hướng thay đổi đó đó thì người ta có cái nhu cầu là người ta sẽ nhượng quyền thời gian ngắn hơn nhưng mà sử dụng những mô hình agile, những mô hình linh hoạt mang lại lợi nhuận cao và thời gian hoàn vốn ngắn hơn, thì nó sẽ những cái mô hình kiểu như vậy thì nó sẽ attractive, nó hấp dẫn hơn đối với lại nhà đầu tư. Thì bạn bắt đầu bạn phải suy nghĩ, cho nên nó có những mô hình nó nhượng quyền chỉ có 1 năm thôi, nhưng mà cái đầu tư của nó rất thấp, ví dụ những làm về dịch vụ và đặc biệt làm về dịch vụ kiểu giáo dục như vậy á, thì cái đầu tư ban đầu nó không có bao nhiêu hết, thì người ta có thể là hoàn vốn rất là nhanh trong vòng 6 tháng chẳng hạn như vậy, thì người ta có 6 tháng để người ta làm ra lãi chẳng hạn như vậy, thì mình có thể giảm cái thời gian ký hợp đồng lại. Và mình mỗi một khi mình renew, mình làm mới cái hợp đồng thì mình có thể review lại cái khoản chi phí này, tại vì là chi phí mô hình thay đổi theo thời gian thì chi phí cũng thay đổi theo thời gian và doanh thu cũng thay đổi theo thời gian, thì mình có thể sau mỗi cái hợp đồng như vậy mình review lại và mình có thể thay đổi con số cố định đó nếu cần. Rồi. Như vậy là còn 7 phút nữa thì có thể trả lời một câu hỏi nữa nếu các bạn có. Còn ai chưa hỏi không? Có một bạn hỏi về branding nè. Ngọc hỏi lại một câu, thêm một câu về branding, người bạn hỏi là việc xây dựng thương hiệu đặc biệt brand identity trong việc nhượng quyền là khá quan trọng. Tuy nhiên chi phí để xây dựng là tương đối lớn. Ok. Chị Phi Vân không nghĩ vậy đâu nha. Chị Phi Vân nghĩ là tại mình chưa có đi tìm thôi, chứ mình tìm thì hiện nay có rất là nhiều những cái agency mà người ta làm,
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ làm rất tốt, rất chất luôn, nhưng mà cái chi phí khá là thấp. Thì nếu như mà vấn đề là mình có biết mình muốn gì hay không, tại vì thường á, nếu mà em muốn sử dụng những cái agency mà người ta làm production, làm media giỏi, thì người ta không có quá nhiều thời gian để ngồi người ta tư vấn cho các bạn về xây dựng thương hiệu, thì mình phải là người đưa ra được cái định hướng và người ta chỉ làm thôi á, thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Là chi phí lớn nhất là chi phí mà người ta phải dành thời gian để người ta suy nghĩ ra, người ta xây dựng kế hoạch, rồi người ta xây dựng chiến lược này nọ cho các bạn, chứ còn chi phí sản xuất thì nó không có bao nhiêu hết. Cho nên là nếu mà muốn làm tốt mà chi phí thấp thì mình phải chịu khó, mình chịu cực, mình phải là người ngồi suy nghĩ đưa ra định hướng, hoặc là mình brainstorm cùng với cái agency đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà em gặp vấn đề là em không tìm được một cái nơi nào để giúp cho em làm branding tốt mà với chi phí thấp, thì em có thể nhắn tin riêng, cô Phi Vân sẽ giới thiệu cho em cái agency có thể làm được chuyện này. Agency này thì cô cũng sử dụng cho một số những cái nhãn của mình. Chi phí rất là tốt và các bạn làm rất là tốt. Cho nên là đừng có nghĩ là branding là phải tốn tiền, không có đâu. Branding thật ra nó cần chi tiết, nó cần sự theo dõi, nó cần mình bỏ nhiều lao tâm, lao lực hơn để mình bỏ cái thời gian của mình vào trong đó. Rồi, sáng nay thì mình dừng ở đây ha, tại vì một tiếng đồng hồ thì cũng đã xong rồi. Và những cái câu hỏi của các bạn thì nó cũng đã được trả lời rồi, thì chị Phi Vân sẽ giữ lại cái video này và phải share, và sẽ share lại cho tất cả mọi người để nghe lại. Mỗi một cái câu hỏi nó đều là một cái khía cạnh mà các bạn cần phải quan tâm đối với cái mô hình doanh nghiệp của mình, dù cái mô hình của bạn là cái gì. Thì chị Phi Vân nghĩ là trên thế giới hiện nay á, 2 phút cuối cùng để kết cái buổi hôm nay á, thì nhượng quyền nó là một trong những cái mô hình và những cái hình thức mà hiện nay đang được rất là ưa chuộng trên thế giới trong cái giai đoạn khủng hoảng này. Bởi vì là qua cái giai đoạn khủng hoảng thì nó có những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là mình cái lực của mình tự bỏ ra để mà tự phát triển nó sẽ bị giới hạn. Thứ hai nữa là có rất là nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nhiều doanh nhân mà người ta qua cái giai đoạn khủng hoảng của Covid lần này thì người ta học được một bài học là nếu mà tự người ta làm, tự người ta đầu tư xây dựng một cái công ty nhỏ hay cái brand nhỏ thì đối diện với những cái rủi ro rất là lớn như Covid thì nó rất là dễ bị phá sản. Cho nên người ta có cái xu hướng là người ta sẽ đồng hành trong một cái hệ sinh thái của một cái brand lớn hơn, một cái công ty mà nó mạnh hơn và nó có đầu tư được vào vào những cái mô hình mà nó có mang tính công nghệ trong đó. Chứ mình mà một doanh nghiệp quá nhỏ mà đầu tư vào công nghệ thì có lẽ là mình không có đủ sức. Thì cái đó là cái xu hướng thứ hai, là mọi người sẽ đi tìm những cái brand mạnh hơn, những cái mô hình và thương hiệu nhượng quyền mà nó có cái nền tảng tốt hơn, giải quyết được nhiều rủi ro trong những cái giai đoạn như là Covid hơn, để người ta đồng hành và cùng phát triển. Và cái thứ ba nữa là qua cái giai đoạn Covid này á, thì nền kinh tế nó sẽ bounce back, nó sẽ quay trở lại. Tại vì mọi người tất cả đều bị nhốt ở trong nhà một thời gian quá lâu á, thì sau Covid thì cái mức độ tiêu dùng của những người mà người ta có tiền, đặc biệt là middle class, từ những cái người mà tầng lớp mà trung lưu trở lên á, thì người ta sẽ đổ ra và người ta sẽ sử dụng dịch vụ. Hành vi tiêu dùng có thể thay đổi nhưng mà cái nhu cầu tiêu dùng nó sẽ rất là lớn. Cho nên là có rất là nhiều thương hiệu nhượng quyền đang cực kỳ là active, rất là chủ động trong việc là phát triển, chuẩn bị để mà phát triển cái mô hình của mình, phát triển cái nền tảng nhượng quyền của mình, để mà khi mà Covid mà qua một cái là bắt đầu tung ra rất là mạnh, rất là nhanh. Thì đó là những cái điều mà bạn nên lưu ý nếu như mà bạn muốn kinh doanh nhượng quyền. Thì giờ chị Phi Vân dừng ở đây rất là vui là sáng nay đã có một tiếng đồng hồ để làm việc với các bạn, và Phi Vân rất là mong là các bạn sẽ thành công ha. Còn nếu như mà có những câu hỏi gì khác thì các bạn có một cái group, community group ở trên blog của chị Phi Vân là
franchising và future franchisor, thì các bạn join vào trong đó rồi có thêm những câu hỏi gì thì các bạn post lên đó, chị Phi Vân sẽ trả lời. Và ở trong đó thì chỉ post những câu hỏi về nhận quyền thôi, thì như vậy khi mọi người hỏi nhiều câu hỏi khác nhau thì mọi người có thể ngồi coi lại nó có liên quan đến mình hay không thì khỏi phải hỏi lại nha. Rồi chào mọi người ha, mọi người stay safe và hãy giữ niềm tin và lạc quan tích cực để mà mình tiếp tục làm kinh doanh. Phi Vân nghĩ là trước sau gì mọi thứ nó cũng sẽ đi qua rất là nhanh và chúng ta sẽ lại tiếp tục con đường và hành trình của mình thôi. Cho nên là mọi người cố gắng nha, mọi người tích cực nha. Chào tất cả các em.